Chiều ngày 25 tháng 1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí nêu câu hỏi về việc tổ chức theo dõi nhân quyền mới đây đưa ra thông cáo báo chí, trong đó nhắc đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam năm 2023. Bộ Ngoại giao có bình luận gì về thông cáo báo chí này? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, chúng tôi hoàn toàn bác bỏ và lên án cái gọi là tổ chức theo dõi nhân quyền vì những nội dung sai sự thật trong báo cáo. Theo người phát ngôn, đây không phải là lần đầu tiên tổ chức này đưa ra những vu cáo Định kiến xấu âm mưu phá hoại sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định những nỗ lực, quyết tâm, thành tựu của chính phủ Việt Nam trong việc đảm bảo các quyền cơ bản của con người đã được thể hiện thông qua kết quả phát triển kinh tế, xã hội trên thực tế, được đông đảo nhân dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế thừa nhận, đánh giá cao.